động sản hạng sang bao gồm một biệt thự trị giá 34 triệu bảng ở Nybrid và một căn hộ trị giá 8 triệu bảng ở quảng trường Ayrton, cùng tọa lạc tại London, Anh, được cho bán trong những tuần gần đây bởi các đại lý bất động sản độc quyền ở UAE. Theo môi giới, đây là tài sản của giới giàu có Nga muốn đổi để lấy các bất động sản mới tại Dubai nhằm tránh các lệnh trừng phạt. Khách hàng tiềm năng sẽ được chủ nhà giảm giá lớn để hoàn tất giao dịch. Hoán đổi bất động sản là giải pháp mới nhất mà những người Nga giàu có ứng phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây kể từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra. Khoảng 1.000 cá nhân và công ty cho đến nay đã bị ảnh hưởng, trong khi số khác cũng đang phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Nhưng có những hoài nghi về việc một thỏa thuận đổi nhà sẽ được cấu trúc như thế nào và liệu một số cư dân của UAE có mạo hiểm với một cuộc trao đổi như vậy hay không? Một luật sư ở Dubai cũng cho rằng sẽ có khó khăn vì bất kỳ giao dịch nào cũng phải tính đến thuế trước bạ và các khoản phí khác ở cả hai khu vực pháp lý. Những người khác lại cho rằng miễn là người bán từ nước Nga không bị trừng phạt, các giao dịch như vậy có thể được cấu trúc một cách hiệu quả nếu các thỏa thuận mua bán được ký kết ở mỗi đầu. Dubai đã trở thành thiên đường yêu thích của người Nga kể từ khi chiến sự nổ ra do UAE vẫn là một nước trung lập đối với cuộc xung đột. Họ mở cửa kinh doanh cho những người Nga và Ukraine muốn chạy trốn khỏi sự tác động của chiến sự. Luật sư tại công ty luật BSA có trụ sở tại Dubai cho biết, chúng tôi đã thấy một lượng lớn khách hàng Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu. Điều này đã khiến chúng tôi thành lập nhóm chuyên trách về tiếng Nga để phục vụ họ. Ông nói thêm rằng, việc đóng cửa các công ty luật quốc tế ở Moscow cũng đã tạo ra một đội ngũ nhân tài có sẵn để thuê, Nhà sáng lập Driven Properties có trụ sở tại Dubai cho biết, công ty của ông đã ghi nhận giá trị giao dịch cao hơn trong năm nay, chủ yếu là ở mảng bất động sản siêu cao cấp và bất động sản ven biển. Người này cho biết thêm, chúng tôi đang thấy sự gia tăng rõ ràng về giá trị và khối lượng giao dịch trong những tháng gần đây, và đó là kết quả của một phần của khách hàng Nga. Những khoản tiền lớn đang được người Nga chuyển vào, bất chấp hướng dẫn của ngân hàng trung ương UAE kêu gọi các tổ chức tài chính quản lý rủi ro liên quan đến các chương trình trừng phạt tài chính quốc tế, đơn phương và các biện pháp hạn chế do các quốc gia khác thực hiện. UAE thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, nhưng không tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh, EU hoặc Thụy Sĩ. Vào tháng 3, lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính có trụ sở tại Paris đã quyết định thêm UAE vào danh sách cần theo dõi về tiền bẩn. Một quan chức phương Tây cho biết dòng tiền của Nga sẽ là một phép thử lớn ngay sau khi UAE được điểm danh.